Hello, chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho phiên bản mới nhất của Qbert là phiên bản V2. Nhưng bạn nào đang sử dụng phiên bản cũ thì nó sẽ yêu cầu bạn nâng cấp và các bạn sẽ không chơi được phiên bản cũ. Thì các bạn xóa cho mình phiên bản cũ đi và các bạn cài lại cho mình phiên bản mới nhất. Link tải thì mình sẽ để ở trong phần mô tả của video. Các bạn chỉ cần bấm vào và làm theo hướng dẫn của cái link là các bạn sẽ sở hữu được cái phiên bản này thôi. Thì sau khi các bạn tải xong thì các bạn sẽ vào cho mình cái app Ensign nhá. Đó, cách cài đặt thì nó tương tự như những cái phiên bản Delta, những phiên bản Apple Watch hoặc là phiên bản Qbert V1. Bây giờ thì mình sẽ vào Ensign này. Sau đó thì các bạn sẽ bấm vào dấu 3 chấm cho mình, bấm vào nhập cho mình. Các bạn sẽ tìm vào cái thư mục gần đây thì nó sẽ ra cái thư mục mà các bạn vừa tải về. Cái phiên bản mới này nó có tên là Qbert 2.639, là phiên bản mới nhất của Qbert nhé. Các bạn sẽ bấm vào đây và các bạn bấm nhập cho mình thì nó sẽ chạy vòng tròn. Khi nào đủ vòng tròn này thì nó sẽ ra, nó sẽ có cái thư mục ở ngoài bên ngoài này của các bạn này. Sau đó thì các bạn sẽ bấm vào cái thư mục này. Đó, bấm vào cái thư mục này và các bạn giải nén nó cho mình. Bấm vào đây nhá. Bấm vào và bấm giải nén cho mình. Thì sau khi giải nén xong thì nó sẽ có một cái thư mục có tên là Payload. Nếu như cái máy của bạn chưa cài bất cứ một thư mục nào thì nó sẽ là Payload. Còn như cái máy này của mình là mình cài rất là nhiều thư mục rồi thì nó sẽ là Payload 2. Thì các bạn sẽ tìm đến đúng cái thư mục mà nó vừa giải nén ra, các bạn bấm vào. Các bạn sẽ bấm vào zone block cho mát cho mình, bấm ký cho mình. Sau đó bấm chữ ký cho mình. Đó, các bạn sẽ đợi nó chạy phần trăm, nó sẽ chạy từ 0 lên đến 100%. Khi nào đủ 100% thì nó sẽ hiện cái chữ cài đặt ở dưới màn hình thì nó sẽ cho các bạn cài đặt cái phiên bản này vào máy của các bạn. Đó, mình sẽ đợi nó chạy lên đến 100% nhá. Bây giờ thì các bạn sẽ bấm cài đặt cho mình. Đó, bấm cài đặt lại một lần nữa cho mình. Là nó sẽ cài đặt cái phiên bản này vào máy các bạn. Đó, bây giờ các bạn bấm cài đặt nhá. Là nó sẽ cài đặt. Đó, nó rất là đơn giản như vậy thôi. Thì hiện tại ở trên iPhone nó có rất là nhiều phiên bản, có cả Delta, cả Apple Way, cả Qbert. Thì mỗi một phiên bản này thì nó lại có ưu điểm và cái nhược điểm khác nhau. Thì các bạn muốn chơi, muốn tải thì các bạn có thể tải cả 3 phiên bản. Trên iPhone thì các bạn có thể cài cả 3 phiên bản để các bạn chơi và trải nghiệm. Ok, đến bước này thì tất cả các bạn đều biết cách nâng cấp Qbert phiên bản mới nhất. Thì mình xin dừng clip đây. Các bạn thấy video hay thì nhớ like, subscribe, chia sẻ video giúp mình để mình có động lực mình làm nhiều video hay và hữu ích cho anh em xem. Một cái yêu cầu nhỏ như vậy thôi. Còn bây giờ thì ok, bye, chào mọi người.